chào quý vị đang theo dõi VTV Hyundai Home Shopping. Và quý vị ơi, chúng ta đang đến với một chương trình đặc biệt, đó chính là tuần siêu quà chào đại lễ quý vị ạ. Hôm nay chọn một bộ sản phẩm cho không gian nhà bếp của mình, chúng ta sẽ có được những sản phẩm vô cùng đặc biệt quý vị nha. 5 chiếc nồi luôn với đường kính khác nhau và còn có thêm một cái nồi lẩu điện nữa đó Tính Nhà ơi. Đúng rồi, và bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái sản phẩm quà tặng cũng rất là nhiều nha Như Nguyễn. Đó chính là 3 chiếc nồi inox nè, kèm theo đó là một hộp cơm, cùng với đó là một chiếc kẹp gấp nữa Như Nguyễn ơi. Nhưng mà chưa dừng lại đâu Như Nguyễn, mình có thêm món quà gì nào? À, mình sẽ có thêm một cái phiếu mua hàng quý vị ơi, phiếu mua hàng 100.000 đồng luôn quý vị nha, để mà chúng ta có thể tích lũy cho lần mua tiếp theo trên VTV Hyundai Home Shopping. Chọn một bộ sản phẩm như thế này với ngập tràn quà tặng cho nhà của chúng ta thì mình sẽ phải chi bao nhiêu ạ? Chỉ có 990.000 mà thôi. Cơ hội hấp dẫn đừng bỏ lỡ quý vị nha. Tuần siêu quà chào đại lễ, chào mừng đại lễ duy nhất trong năm, ưu đãi đến 50%, quà siêu hấp dẫn, nhớ đừng bỏ qua. Nhà mình á, những cái chiếc nồi mà mình xài đã bao lâu rồi chúng ta chưa thay mới à. Chúng ta thấy cái chiếc nồi hiện tại của nhà cô chú anh chị như thế nào? Có mớp không nè? Có xấu không? Có xỉn màu không? Có ra ten không? Có bị rỉ sét không? Hay là nhiều khi mình nấu ăn mình cảm thấy là nó giữ nhiệt không tốt nữa quý vị ạ. À. Vậy thì đến lúc mình phải thay một bộ nồi thôi. Và khi mà nhìn thấy bộ nồi này, chúng ta có 8 món như thế này á Như Nguyễn, thì tớ ngài nhận ra là ở nhà mình á, cái bộ nồi của mình thiếu rất là nhiều những cái kích thước khác nhau. Ví dụ như là nhiều khi mà mình nấu ăn một mình đi thì cần một cái nồi nhỏ xíu như thế này để nấu ăn cho riêng một mình ăn thôi. Hay là nhiều khi có bạn bè tới chơi á, cần một chiếc nồi bự hơn để mình nấu lẩu chẳng hạn, hay là mình nấu canh, nấu bún chẳng hạn để tiếp đãi mọi người thì rất là thiếu. Nhưng mà ngày hôm nay với chọn bộ 5 sản phẩm chính và 3 sản phẩm quà tặng là những chiếc nồi inox như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể nấu được rất là nhiều món ăn khác nhau với rất là nhiều dung lượng khác nhau để chiêu đãi mọi người và chiêu đãi cho chính bản thân của chúng ta nữa quý vị ạ. À. Như vậy là những cái ngày mà một mình cũng không có lo ngại là phải nấu một cái nồi to rồi ăn xong rồi buồn bã. Đúng hay rồi. Là những cái ngày mà đông người rồi sum vầy rồi cả nhà của chúng ta thì không sợ thiếu nồi phải nấu nhiều lần, bởi vì bộ nồi này trọn bộ đủ kích thước luôn quý vị nha, mà còn có kèm sửng hấp nữa quý vị, rồi tặng cho quý vị luôn là 3 chiếc nồi inox với 3 đường kính khác nhau nữa. Đúng rồi. Như vậy là trọn một bộ sản phẩm nồi thôi, 8 chiếc nồi inox như thế này là tha hồ thoải mái nấu ăn nè. Nhắc đến cái chất liệu nồi inox thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm rồi đúng không ạ? Nó không giống với chiếc nồi thông thường, nồi nhôm thông thường mình nấu á, nhiệt độ cao thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm đúng về rồi. Cái việc mà nó không có bị ra ten này, không chính bị rỉ sét này, rất là tốt cho sức khỏe mà khi chúng ta sử dụng luôn quý vị. Và đặc biệt á, nồi inox á cũng hấp thu nhiệt rất là tốt, làm cho món ăn của chúng ta rất là nhanh và nóng cho thức ăn của chúng ta khi mà mở ra nước sôi ngùn ngụt luôn. Đúng và đây rồi. Là món canh bún đúng không Như Nguyễn? Đúng rồi, canh bún mà giò heo luôn nha. Đây quý vị ơi, bây giờ đây thì mình chỉ cần là cho ra tô thôi là cả nhà của mình sẽ có một bữa ăn thiệt ngon, thiệt là vui nè. Mà quý vị cũng biết rồi đó, nấu bằng nồi inox thì chúng ta cảm thấy an tâm hơn khi mà cái món ăn của mình nó sôi với cái nhiệt độ cao như thế này đúng không ạ? Trời, đó. Nhìn cục sườn, nhìn cục giò heo. Ngon ba cháy luôn Như Nguyễn ơi. Dạ, đang đói rồi. Bụng nữa. Và đối với cái món ăn này á, đối với cái nồi lẩu này thì với dung tích lớn là đường kính lên đến 30cm lận chút cậu quý vị ạ. Nên là chúng ta có thể sử dụng nè, để khi lâu lâu ở gia đình của mình á, có họ hàng bà con tới chơi thì mình có thể chiêu đãi một bữa, là cái đây là chắc là cũng 7-8 người ăn cũng hết luôn á Như Nguyễn. Chính vì vậy mà đôi khi và bạn bè của chúng ta lâu lâu có bữa tiệc sinh nhật chẳng hạn thì mình mời bạn bè của mình tầm chục người đi, mình đến mình tổ chức mình nấu một cái nồi lẩu hay là một cái nồi canh bún như thế này để chiêu đãi mọi người thì còn gì bằng, có đúng không ạ? Đúng rồi, rất nhiều luôn á quý vị ơi. Hấp dẫn quá. Dạ. Từ nãy tới giờ là thấy rất là nóng luôn. Và đối với chiếc nồi này á, Như Nguyễn, là mình cũng phù hợp với rất là nhiều những cái loại bếp khác nhau. Ví dụ như là kể cả bếp từ luôn đó Như Nguyễn. Đó. Chính xác, kể cả bếp từ cũng được luôn quý vị nha. Và với cái chất liệu inox sáng bóng như thế này nè, đó truyền nhiệt nhanh cho nên là mình sẽ có những cái món ăn ngon mà tiết kiệm được cái thời gian nấu nướng của nhà mình rất là nhiều. Rồi á, không chỉ là những cái chiếc nồi như vậy đâu quý vị, mà mỗi cái nồi như này nè sẽ có một cái nắp đi kèm luôn, phù hợp cái đường kính luôn. Và nhất là cái bộ nồi inox này thì sẽ còn có sửng hấp nữa đó đúng quý vị rồi ơi. À, đây là một cái điểm đặc biệt của sản phẩm chính của chúng tôi là có thêm sửng hấp nè. Bây giờ để thấy được cái sửng hấp như thế nào tận mắt chứng kiến nha mọi người. Đây, wow. Nóng quá, khói bốc lên ngùn ngụt luôn Như Nguyễn. Yeah. Đó, chiếc nồi inox này hấp thu nhiệt rất là tốt và bên trong có cái chiếc sửng hấp nè. Là lâu lâu mình hấp cá hay là lâu lâu mình làm bánh đó Như Nguyễn, là mình cũng có thể sử dụng rất là tiện dụng trong cái việc mà chế biến nhiều loại món ăn khác nhau.
Đây, bây giờ một miếng cá gấp ra cho mọi người cùng xem này. Đó, trời ơi, nóng hổi luôn Như Nguyễn ơi. Ngồi, hấp dẫn quá mọi người ơi. Đây. Quý vị xem nè, ở nhà mình mà muốn làm một cái món hấp mà nồi nhỏ quá thì đương nhiên là mình không hấp được đúng không ạ? Còn bây giờ với cái nồi này có cả sừng hấp nữa đó quý vị, là mình làm luôn được những cái món hấp rau củ, thì kể cả cá lóc thì thịt hấp cũng được, thịt luộc cũng được luôn. Nóng quá Như Nguyễn ơi. Thử thức đi. Nóng quá là cái từ thưởng thức vừa thổi vừa ăn nha. Rồi. Đó, rồi bây giờ đây thì quý vị đó, quý vị sẽ thấy được sự tiện lợi tại vì có sừng hấp đi kèm luôn. Nhà cảm nhận như thế nào sau khi ăn một cái món hấp của chúng ta đây? Thì cái cá lóc thì khỏi phải nói là chất lượng thịt á, nó rất là ngon, rất là ngọt luôn. Và đặc biệt mà khi được nấu với chiếc nồi inox mà có sừng hấp như thế này thì chắc chắn là sẽ ngon hơn rất là nhiều đó. Bởi vì á, khi mình hấp á, hấp cá thì nó sẽ không có giống với cái việc mà mình luộc hay là mình nấu canh. Đúng bởi rồi. Vì chất lượng cá nó vẫn giữ nguyên. Nên nó không có bị pha, nó không có bị tan ở trong nước á. Chính nên xác. Chất lượng cá nó giữ nguyên và ăn rất là ngon luôn quý vị. Hấp dẫn chưa? Có cái nắp đi kèm luôn, có cái sừng hấp luôn, tiện quá quý vị ha. Và kích thước lớn nữa, bỏ cả một cái con cá lớn cũng được mà còn chỗ để rau củ. Rồi hôm nay thì không chỉ có 5 cái nồi inox để mà chúng ta tha hồ chế biến món ăn đâu, mà có một cái nồi lẩu điện như thế này để cho những ngày cuối tuần thêm vui quý vị ơi. Và bây giờ đây, nóng quá, hấp dẫn quá quý vị à. Mà cái nắp của cái nồi lẩu này nha quý vị, là được thiết kế đặc biệt là có luôn cái phần tay cầm á, sẽ để thành phần tay chống được luôn quý vị. Đó, rất là tiện, không tiết có sợ được là không gian bàn ăn đúng không? Chính xác. Mà đặc biệt là không có sợ nó bị ngã hay bị dễ bị rơi vỡ á, tại vì có cái tay chống như thế này rồi. Bây giờ đây thì chúng ta chỉ cần là cho rau vào thôi. Thử đây nước lẩu nha. Đây là nồi lẩu hải sản nha quý vị. Là bên cạnh lẩu hải sản thì chúng ta cũng có thể chế biến nhiều loại lẩu khác nhau nữa, ví dụ như là lẩu gà lá é, lẩu gà lá giang chẳng hạn, xào nè, hay là nấu canh nấu súp cũng được luôn. Rất là nhiều món ăn luôn. Và chiếc nồi lẩu này mình có cái chế độ là 5 chế độ để mình có thể điều chỉnh và nấu tùy vào cái món ăn và mình điều chỉnh cái nhiệt độ khác nhau nha quý vị. Dạ. Mà quý vị ơi, hồi nãy giờ Như Nguyễn gấp rau vào trong nồi lẩu quý vị bằng cái kẹp này nè quý vị. Thì quý vị đừng lo nha, không có cần phải mua thêm đâu, bởi vì đây là quà tặng cho mọi người luôn, tặng kèm luôn cho quý vị. Đó chính là cái kẹp gấp như thế này. Bình thường á, mà thí dụ như là mình làm tiệc đi, mình có thể sử dụng cái kẹp này mình gấp đá cũng được. Gấp đá mình uống nước đó quý vị, hoặc là mình gấp rau củ trong cái quá trình sơ chế mình cũng có cái kẹp gấp này vô cùng tiện lợi luôn. Qua đi kèm cho quý vị nha, không chỉ kẹp gấp mà Đỗ Tấn Nhà sẽ còn món gì nữa đây? Còn thêm một món từ đầu mình đã nhắc tới, đó chính là một hộp cơm quý vị nha. Hộp cơm này thì chúng ta này có thể sử dụng nè, ví dụ như là mình đi làm văn phòng đi, mình có thể sử dụng để mình có thể mang để cơm vào mình nấu sẵn, mình bỏ đúng cơm rồi vào mình lên văn phòng để mình dùng. Bởi buổi trưa hay là buổi chiều, xế chiều mình đi làm về muộn á, mình cũng thể lấy ra và thưởng thức cái món ăn mà mình đã nấu. Dạ, và đó tất cả là sản phẩm ngày hôm nay của chúng tôi cùng với quà tặng đó quý vị ạ. Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, đó chính là tuần siêu quà để chào đại lễ chỉ một tuần duy nhất thôi quý vị. Mà quý vị nhớ nha, với một cái bộ sản phẩm hấp dẫn như thế này, vừa có 5 chiếc nồi inox với đường kính khác nhau, vừa có cái lẩu điện như thế này nè quý vị, thì chúng ta sẽ có được, đó chính là cái việc mà chúng ta có quà tặng luôn là có 3 nồi kèm như thế này nữa quý vị nha. Như vậy là mình sở hữu trọn một bộ nồi inox mà có nắp đi kèm với đường kính rất là đa dạng phong phú, 8 chiếc nồi với 8 đường kính khác nhau, có thêm sừng hấp cho quý vị nữa. Và bên cạnh đó thì có quà cho quý vị đây, đó chính là một hộp cơm nè, rồi một cái kẹp gấp nè. Mà chưa hết đâu quý vị, như Nguyễn còn tặng cho quý vị một món quà từ VTV Hyundai Home Shopping, đó là phiếu mua hàng 100.000 để mà chúng ta có thể tích lũy cho lần sau nha. Và trọn bộ sản phẩm này chỉ có trong cái thời gian có hạn thôi, cho nên nhiều khi mà quý vị không đặt hàng ngay, nhiều khi phát sóng trong một tuần nhưng mà hết hàng rồi là không có thêm ưu đãi như vậy đâu. Quý vị phải nhanh tay lên nha. Và đúng rồi quý vị, và quay trở lại với sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay thì Tấn Ngạc cực kỳ yêu thích đối với dòng sản phẩm là những chiếc nồi inox quý vị nha. Là chúng ta có tổng cộng là 5 chiếc nồi inox có sưởng là 5 sản phẩm chính nè. Bên cạnh đó là 3 sản phẩm là 3 chiếc nồi inox là 3 sản phẩm quà tặng. Và với trọn bộ rất là nhiều những cái kích thước khác nhau như thế này thì Tấn Ngạc đã chuẩn bị sẵn là những cái nồi chè đó. Và mùa hè như thế này, những cái mùa nóng bức như thế này thì ăn chè uống nước mát này thì bảo đảm rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta luôn đó Như Nguyễn. Đúng rồi đó quý vị, và trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay với rất là nhiều những chiếc nồi inox để mà chúng ta tha hồ sáng tạo món ăn, và cùng với một cái nồi lẩu điện nữa. Như vậy là mình sẽ có tổng cộng là 6 món sản phẩm chính quý vị nha, gồm bộ 5 nồi inox có sừng hấp và nồi lẩu điện mà chỉ có 990.000 đồng thôi, giá siêu ưu đãi cho trọn bộ luôn đó quý vị.
đây là những cái chiếc nồi được thiết kế theo xu hướng mới với chất liệu inox là an toàn mà đa dạng kích thước nữa, cho nên đa dạng cách sử dụng luôn. 3 trong 1, như Nguyễn có thể sử dụng thành nồi nè để mà chúng ta nấu, có thể sử dụng thành thố để mà chúng ta sơ chế món ăn, có thể trở thành xửng hấp cho mình luôn. Rồi bên cạnh đó còn có thêm một cái nồi lẩu điện của Michio 5 lít nữa quý vị. Dung tích 5 lít như thế này là tha hồ nha, nấu một cái bữa tiệc lẩu cho cả nhà của mình, cho bạn bè của mình luôn. Mà công suất 1200W cho nên nấu sôi nhanh chóng lắm, không có phải đợi lâu. Có 5 mức điều chỉnh nhiệt nữa để mình có thể nấu lẩu, xào hay chiên ngập dầu cũng được luôn quý vị. Và đặc biệt đừng bỏ lỡ hôm nay cơ hội hấp dẫn của tuần siêu quà chào đại lễ. Và chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí trên toàn quốc luôn, giá tốt như ý quý vị nha. Với chiếc nồi lẩu này đó quý vị, đó quý vị thấy không ạ? Như Nguyễn có thể chiên ngập dầu như thế này luôn mà không có cần tìm một cái nồi nào với kích thước lớn hay cồng kềnh khác nữa. Tận dụng luôn cái nồi lẩu của chúng ta đi, để mình chiên ngập dầu, chiên khoai như thế này nè, xong rồi bỏ vô nồi cà ri, hấp dẫn lắm. Rồi chưa kể là cái nồi lẩu này nó sâu lòng cho nên là có thể vừa chiên cá nè, vừa có thể xào nè, vừa có thể là mình làm những cái món như gà áp chảo nè, thịt bò áp chảo hay sườn heo chẳng hạn như vậy nữa. Vô cùng dễ dàng luôn, bởi vì cái lòng nồi nó có một cái lớp chống dính cao cấp quý vị ơi, cho nên là chúng ta có làm những cái món xào, món chiên, những cái món sốt đậm màu cũng không lo lắng nha. Rồi thêm nồi lẩu điện là hết bao nhiêu ạ? Đừng lo lắng cũng đừng ngần ngại, bởi vì giá hôm nay đang siêu ưu đãi cho quý vị trọn bộ luôn, 990.000 đồng, chưa tới 1 triệu mà mình có những cái chiếc nồi chất lượng, sẽ có luôn một cái nồi lẩu điện luôn cho gia đình của mình luôn. À, như vậy thì hôm nay là cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ quý vị ơi. Và đặc biệt chúng tôi còn giao hàng miễn phí toàn quốc nữa. Hình dung một lần đặt một bộ nồi, một lần đặt cái nồi lẩu sẽ tốn bao nhiêu tiền khi mà chúng ta phải chờ đợi giao hàng à? Nhưng với VTV Hyundai Home Shopping, giao hàng miễn phí toàn quốc cho quý vị nha, giá tốt như ý, quà hết ý luôn. Mình đã được gọn gàng hơn nhờ bộ nồi với thiết kế theo xu hướng mới đó quý vị. Từ đường kính là 16, là 20, 24, 28 hay 30cm có đủ luôn. Đa dạng kích thước mà còn có thêm một xửng hấp 30cm nữa. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta có thêm một chiếc nồi lẩu điện Michio 5 lít trong chương trình ngày hôm nay. Với công suất là 1200W nấu sôi nhanh chóng, giúp nhà mình có những cái món lẩu, món xào, món hấp, món chiên, món nào cũng ngon cả. Mà chi phí chúng ta đầu tư chỉ có 990.000 đồng mà thôi. Siêu quà chào đại lễ, chào mừng đại lễ duy nhất trong năm, ưu đãi đến 50%, quà siêu hấp dẫn, nhớ đừng bỏ qua. Quý vị ơi, quý vị đặt hàng chưa ạ? Đã có rất là nhiều bộ nồi inox cùng với nồi lẩu điện đã lên đường để mà tới tay của các khách hàng đây rồi ạ. Và còn sản phẩm của chúng ta còn lại thì cũng sẽ có giới hạn quý vị nha, nhất là ưu đãi nữa tặng thêm cho quý vị. Không chỉ là 5 chiếc nồi inox trong bộ sản phẩm chính mà tặng cho quý vị 3 chiếc nồi nữa luôn, với nhiều kích thước khác nhau, đa dạng tha hồ làm món ăn. Ví dụ như nồi nấu cũng được nè, nhưng mà thành thố để mà chúng ta có thể sơ chế hay bảo quản thực phẩm cũng được luôn. Đúng rồi. Và ngày hôm nay là chắc là Như Nguyễn sẽ chuẩn bị một cái món ăn cho mọi người biết được đúng không ạ? Và chắc chắn là hồi nãy
Như Nguyễn có tâm sự, có chia sẻ với mình là sẽ trộn gỏi đúng không? Chính xác. Thì ngày hôm nay là gỏi mà Như Nguyễn chuẩn bị trộn là gì đây? À, Như Nguyễn sẽ làm một cái món mà coi như là không chỉ Như Nguyễn đâu mà cả phim trường này thích luôn á quý vị. Sẽ là một cái món vô cùng đặc biệt nha mà quý vị xem nè. Đó, nhưng mà đầu tiên chúng ta phải nhìn cái nồi trước. Đây là một trong cái nồi của bộ năm nồi inox nè quý vị. Nhìn thấy không? Thấy nó sáng bóng không ạ? Đây, ánh sáng nè, đó rất là sáng bóng và inox nữa cho nên chúng ta cảm thấy an toàn bởi vì nó không có ra ten, không có rỉ sét. Sử dụng lại được rất là bền quý vị nha. Nhất là mình có thể nấu được luôn trên bếp luôn, kể cả bếp điện từ cũng được luôn á quý vị. Đó, rồi trong cái chuyện mà chúng ta có thể là sử dụng để sơ chế mình bảo quản thực phẩm cũng được luôn. Nó tiện vô cùng. Như vậy là vừa tinh gọn cái không gian bếp. Đúng rồi. Ha, nồi niêu gì mình gom thành những cái chiếc nồi này hết. Rồi chưa kể là có thêm cả nữa, đó chính là việc mấy cái thau á quý vị. Như Nguyễn cũng sử dụng bằng cái nồi này luôn. Thay cho thau, thay cho thố trong nhà đó Tấn Nhà. Thay vì mình trộn gỏi mình sẽ trộn trong thau đúng không? Chính nhưng xác. Mà ngày hôm nay mình trộn luôn trong chiếc nồi này luôn. Và với thiết kế không cái tay cầm thì mình có thể chồng những cái nồi lại với nhau á. Nhiều khi mình đi đâu phải là gian bếp nhà nào cũng lớn đúng không? Thì nhiều khi mình chồng lại xong mình tiết kiệm cái không gian mình đi cất những cái chồng đó. 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 Đó quý vị ơi, vô cùng hấp dẫn luôn á quý vị. Mà chỉ bằng những cái chiếc nồi inox của chúng ta thôi quý vị ơi. Quý vị thấy tiện không à? Đó, như vậy là Như Nguyễn sẽ tiết kiệm được cái không gian bếp của mình rất là nhiều luôn. Bây giờ thì hấp dẫn lắm nha. Mà quý vị thấy á, với chất liệu inox cho nên chúng ta cũng yên tâm nữa. Đó, bây giờ thì rất nhanh chóng đã có một món ngon rồi và mình sẽ thưởng thức luôn. À, nhìn hấp dẫn quá Như Nguyễn ơi. Đặc biệt cái sốt này, nhìn cái sốt cực kỳ ngon luôn. Và mình trộn với cái này nè, hoàn toàn yên tâm nha. Bởi vì rất là sáng bóng, rất là sạch sẽ luôn quý vị nha. Chính xác. Ăn xong thì chắc chắn là cho mọi người biết một chút cảm nhận đi ha Như Nguyễn ha. Ngon quá, ngon quá. Dạ. Tại vì những cái món gỏi á quý vị mà mình trộn lên mình ăn liền á, lúc nào nó cũng sẽ hấp dẫn luôn á quý vị. Chính và xác. Bây giờ chỉ cần cho ra dĩa thôi và mọi người sẽ cùng nhau thưởng thức nha Tấn Ngà nha. Như vậy là với bộ nồi này á, là Như Nguyễn có thể thay luôn cho cái thố, cái thau để mình có thể là bảo quản hoặc là sơ chế thực phẩm rồi đó. Và trong sản phẩm chính của ngày hôm nay của chúng ta thì chưa hết đâu nha Như Nguyễn, thì chúng ta còn có thêm một chiếc nồi lẩu điện với công suất lên đến 1200W. Đây Tấn Ngà đã chuẩn bị sẵn một nồi lẩu cho tất cả mọi người cùng thưởng thức luôn. Bây giờ mở ra nha. 1, 2, 3 đó. Bốc lên ngùn ngụt luôn đúng không ạ? Lẩu mình thích gì nhất là vừa nhúng vừa ăn, vừa nhúng vừa ăn đúng chứ rồi đúng không ạ? Dạ, thưởng thức ngay trên bàn tiệc của mình luôn. Rồi bây giờ thì rất nhanh thôi, nồi lẩu sẽ sôi và chúng ta sẽ có những cái món ngon để mà cùng nhau hấp dẫn nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một món tiếp theo mà Như Nguyễn sẽ nấu bằng một trong những chiếc nồi inox nữa. Đó chính là món cháo. Cháo cho cả nhà, cháo cho em bé, cho những cái bữa ăn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng không kém phần đầy dinh dưỡng. Đúng rồi ạ, và nhiều khi trong cái mùa nắng nóng như thế này thì cái việc mình chế biến những cái món ăn mà dễ tiêu như thế này, đặc biệt trong gia đình của chúng ta có các em nhỏ. Như vậy là với chiếc nồi với đường kính lớn này là tha hồ nấu cho cả nhà của mình luôn Tấn Nhà ha. Và đúng bây rồi. Giờ đây thì món cháo đã sẵn sàng rồi để mà chúng ta có thể thưởng thức đó. Tấn Nhà có muốn ăn cháo không? Chắc chắn là muốn rồi, từ nãy tới giờ, tại vì giờ này cũng là giờ ăn của mình à. Đói bụng lắm luôn á Như Nguyễn. Từ nãy là thấy Như Nguyễn ăn một miếng gỏi mà đã thèm lắm rồi. Là bây giờ là mình là thưởng thức. Nóng hổi luôn. Wow, rất là thơm luôn á Như Nguyễn. Và đối với những chiếc nồi inox này nè, chắc chắn là cái chất lượng của món ăn của chúng ta khi mà nấu ra nó sẽ ngon hơn rất là nhiều đúng không? Bởi vì nó hấp thụ nhiệt rất là tốt. Chính và xác. Cho món ăn của chúng ta nóng nhanh hơn và nóng lâu hơn quý vị nha. Và nhiều khi chúng ta là có cái nồi cháo này nè, chúng ta không cần phải múc ra bên ngoài để chúng ta đi bảo quản đâu. Nhiều khi chúng ta ăn không hết, chúng ta để luôn cái nồi cháo này, chúng ta để vào tủ lạnh. Rồi ngày mai hay là chiều đó có cái bé trong gia đình của chúng ta muốn ăn nữa thì lấy ra hâm lên và ăn thôi đúng không đúng Như Nguyễn? Đúng rồi quý vị ơi, và với những cái chiếc nồi đường kính như thế này cho nên là cùng một lúc Như Nguyễn có thể làm nhiều món lắm quý vị. Ví dụ như là Như Nguyễn có thể nấu súp, có thể nấu chè, nhưng mà Như Nguyễn cũng có thể nấu nước mát nữa. Tại vì hình dung mà trong những cái ngày nóng quý vị thì luôn. Không chỉ là chúng ta bật quạt ha, chúng ta tạo cái hơi mát trong nhà mà mình sẽ cần phải thanh nhiệt cho cơ thể mát từ trong ra ngoài luôn. Đúng rồi, và ngày hôm nay có chuẩn bị thêm một nồi nước mát nha mọi người, mở ra nào. Wow, nước sôi sùng sục luôn nha mọi người. Và mùi thơm lan tỏa cả khán phòng luôn quý vị nha. Bây giờ là Tấn Ngà sẽ lấy lên để cho mọi người biết một chút thơm cái cảm nhận về cái loại nước mát này ạ. Nóng nha Tấn Ngà, nóng. Thơm quá Như Nguyễn ơi. Dạ,
nóng hổi luôn, rất là thơm luôn quý vị. Và cứ nghĩ xem, với nồi nước mát này nè, mình để nguội nha là mình có thể là chiết vào bình cho cả nhà của mình, cho con uống, cho chồng đem đi làm uống cho nó mát mẻ nè. Rồi chưa kể là với cái nồi này mình cũng có thể bảo quản được luôn. À, như vậy là đâu chỉ là để nấu đâu mà mình có thể để đựng, để chứa, để bảo quản luôn những cái món ăn trong nhà của mình, hay là cả một cái nồi nước mát như thế này, đợi nguội uống từ từ nha. Rồi, bây giờ đây thì không chỉ nấu mà nước mát đâu, mình nấu nhiều cái lắm ha. Đây sẽ là món chè cho cả nhà của mình đây. Và với một cái bộ mà 5 nồi như thế này nè quý vị, rồi thêm 3 nồi quà tặng nữa, là tổng cộng Như Nguyễn có tới là 8 nồi luôn quý vị nha. 8 nồi inox với kích thước khác nhau và cũng như là đường kính đa dạng, rồi thì mình cũng có thể nấu những cái món đa dạng như là nhiều loại chè cùng một lúc. Đây, ai muốn ăn chè nè, ăn chè đậu xanh đi ha. Chè đậu xanh cho mát nha. Mãi vô, mãi vô mọi người ơi, các anh quay phim ở bên ngoài đang rất là thèm luôn á Như Nguyễn. Tiệm chè bà Nguyễn, tiệm chè bà Nguyễn. Rồi. Dạ, rồi. Mỗi ly 5.000. Rồi, đúng rồi, 5.000 mà rất là nhiều đậu nè, rất là nhiều nước nè, thêm phổ tay rồi có cả nước dừa cho mọi người nữa nha. Đây. Và mà ngày hôm nay là mọi người mua cái bộ này về 5 sản phẩm chính và 3 sản phẩm quà tặng của chúng tôi về là tha hồ nấu chè, chiêu đãi cho bạn bè, chiêu đãi cho gia đình, bà con họ hàng luôn nha mọi người. Đây, Như Nguyễn đã chuẩn bị xong là một ly chè là đậu xanh nước cốt dừa đúng không Như Nguyễn? Chính xác rồi, xin mời Tấn nha. Tới nhà thưởng thức đi cho nhìn cảm thấy quá. Là thân nhiệt mát mẻ nha, mà ngọt ngào nữa đó quý vị. Nếu mà quý vị không phải là đang mà coi như là mình đang nấu ăn cho gia đình của mình thôi á, thì chúng ta có thể là mua bộ này để về mình kinh doanh, mình bán chè luôn quý vị. Đó, ví dụ như các cô mà hay bán chè đó, cần một cái bộ nồi đa dạng đúng không? Được luôn. Rồi thí dụ như mình có thể bán những cái món như là món hầm này, món chiên này, món xào này, có đầy đủ nồi luôn, không cần phải thêm khay, thêm tô, thêm thố nào hết cả. Và trọn bộ này quý vị ơi đang có một mức giá ưu đãi quý vị nha, trong tuần siêu quà chào đại lễ. Thưa quý vị, trong tuần siêu quà chào đại lễ của chúng tôi với bộ sản phẩm là bộ 5 nồi inox có sẵn hấp nè, cùng với một chiếc nồi lẩu điện với mức giá siêu ưu đãi chỉ có 990.000 đồng mà thôi thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí trên toàn quốc luôn ạ. Giá tốt như ý, quà hết ý. Vậy quà là gì ạ? Đó chính là bộ 3 nồi inox 14, 18 và 22cm, một hộp cơm, một kẹp gấp inox. Còn với đó là một phiếu mua hàng 100.000 đồng cho lần mua sắm tiếp theo. Wow, như vậy thì đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ để mà chúng ta có thể là thay đổi cho không gian bếp nhà của mình bằng những chiếc nồi inox sáng bóng rồi đó quý vị. Quý vị thích những món kho, thích những món sốt đậm màu, thích những cái món rim, những cái món hầm chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chúng ta lo lắng về cái chất lượng của nồi nhà mình hiện tại. Thôi bây giờ mình thay đổi đi quý vị ơi. Với chất liệu inox mình an tâm hơn khi nấu nướng á quý vị. Mình có gia nhiệt mình cũng không có lo ngại vì việc là không có ra ten, không có rỉ sét quý vị nha. Lại có thêm nắp đi theo từng cái nồi luôn, phù hợp với đường kính của từng chiếc nồi luôn. Cho nên rất là dễ bảo quản, rất là dễ nấu nướng nè. Đó, mà mình xếp gọn cũng dễ nữa đó quý vị. Mà đặc biệt bộ nồi này có kèm sửng hấp, không cần phải tốn thêm cái sửng lỉnh kỉnh cồng kềnh nữa đâu. Tuần siêu quà chào đại lễ, chào mừng đại lễ duy nhất trong năm, ưu đãi đến 50%, quà siêu hấp dẫn, nhớ đừng bỏ qua. Bộ nồi được thiết kế theo xu hướng mới đó quý vị. Xu hướng mới là người sử dụng cái sản phẩm mà thiết kế nó không có tay cầm, để tránh cái việc vướng víu lỉnh kỉnh trong không gian bếp, cồng kềnh quá khó cất giữ. Thì đây, với bộ nồi đa dạng kích thước, đa dạng cách sử dụng nhưng cất giữ vô cùng gọn gàng luôn. Lại có thêm nồi lẩu điện của Michio dùng tới 5 lít lực, dùng tích lớn như thế này, nấu một lần cả nhà của mình ăn. Mà đặc biệt đó là chất liệu an toàn cho sức khỏe, có một cái lớp chống dính bên trong, cho nên mình chế biến được rất là nhiều món ăn nha. Không chỉ là nấu lẩu đâu, nấu trực tiếp trên bàn ăn của mình đâu. Với những cái món mà lẩu ngon cho tiệc nhà thêm vui như thế này, mà còn có thể chiên ngập dầu nữa tới nhà ha. Đúng rồi Như Nguyễn ơi, chúng ta có thể chiên ngập dầu ví dụ như là chiên khoai tây như thế này nè quý vị. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là nấu canh nè, nấu súp hay là nấu lẩu, và đặc biệt đó chính là những cái món ăn mà với số lượng nhiều á, để mình có thể chiêu đãi bạn bè họ hàng của mình, nhiều khi là lâu lâu tới nhà chơi chẳng hạn. Đó, Như Nguyễn có thấy không ạ? Có rất là nhiều món ăn được chế biến chỉ với một chiếc nồi lẩu điện 5 lít như thế này thôi, và với cái số lượng rất là nhiều luôn á Như Nguyễn, cho bàn tiệc của chúng ta thịnh soạn luôn.
công sứ quà chào đại lễ. Chào mừng đại lễ duy nhất trong năm, ưu đãi đến 50%, quà siêu hấp dẫn, nhớ đừng bỏ qua. Và quý vị ơi, như vậy thì bây giờ đây quý vị chân chơi gì nữa, mang cái nồi lẩu điện này về nhà của mình đi. Và với cái nồi lẩu này là mình có thể điều chỉnh nhiệt để nấu đa dạng món lẩu này, xào, hấp, chiên hay kho, hầm, rồi cả là nấu cháo cũng được nữa quý vị nha. Lòng nồi chống dính mà có họa tiết vân đá luôn, hạn chế dính cháy lại dễ vệ sinh. Nhưng mà quý vị biết không, đặt hàng hôm nay là không chỉ mang về nồi lẩu điện đâu, mở ra mình sẽ thấy có thêm gì ạ? Có thêm bộ 5 nồi inox nha. Nhưng không dừng lại ở bộ 5 nồi inox với 5 đường kính khác nhau kèm xịn hấp đâu, mà có thêm quà tặng là 3 cái nồi inox với đường kính khác nữa đó quý vị, để cho chúng ta có chọn một bộ là 8 chiếc nồi inox luôn. Rồi còn có thêm quà nữa là hộp cơm nè, kẹp gắp nè. Đó, quý vị kiểm tra giùm Như Nguyễn là phải có một cái phiếu mua hàng 100.000 nữa nha mới đủ nha. 990.000 thôi, ưu đãi đặc biệt trong tuần siêu quà chào đại lễ vậy đó quý vị. Duy nhất trong năm, ưu đãi đến 50%, quà siêu hấp dẫn, nhớ đừng bỏ qua. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình cũng đã dần trôi qua với những cái phút cuối cùng rồi quý vị ạ. À, chính vì vậy mà quý vị hãy nhanh tay đặt hàng lên nào, chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí trên toàn quốc luôn. Một lần nữa thì Tấn Ngạc xin được phép nhắc lại trọn bộ những sản phẩm chính của chúng ta cùng với quà tặng. Đầu tiên đó chính là 5 chiếc nồi inox có sẵn nha. Bên cạnh đó là một chiếc nồi lẩu điện nè. Và quà tặng của chúng ta là 3 chiếc nồi inox kèm theo, một hộp cơm và một kẹp gấp nữa. Bên cạnh đó thì chúng ta còn gì nào Như Nguyễn? Chúng ta sẽ có phiếu mua hàng đó quý vị. Phiếu mua hàng 100.000 luôn để mà chúng ta có thể tích lũy cho lần sau được giảm giá tiếp tục nữa trên VTV Hyundai Home Shopping, và nhất là giao hàng miễn phí toàn quốc quý vị nha. Hình dung mua một bộ nồi, mua một cái nồi lẩu mà giao hàng trong bán kính 5 km, nếu mà mua bên ngoài đi là đi một chút thôi là đã có vài chục ngàn tiền người giao hàng, tiền ship rồi. Nhưng mà với VTV Hyundai, dù quý vị ở Cà Mau, Lạng Sơn, Bắc, Trung, Nam, chúng tôi đều giao hàng miễn phí toàn quốc. Cơ hội hấp dẫn chỉ có trong tuần siêu quà để mà chào đại lễ thôi quý vị ơi, cho nên nhanh tay lên quý vị nha, và trở thành những khách hàng may mắn đặt hàng thành công quý vị. Còn bây giờ Như Nguyễn và Tấn Nga xin được mến chúc quý vị lúc nào cũng vui, nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại trên VTV Hyundai Home Shopping.